Các bạn thân mến, bây giờ mình lại tiếp tục vẽ thân con trăn trong bài này. Vẽ xong thì ta sẽ gắn xương cho trăn để trăn có thể chuyển động. Thì con trăn tinh này là một con rất dữ. Rất dữ. Đấy thì chúng ta sẽ vẽ làm sao cho cái đầu trăn tinh nó. Đây là phần bụng uốn nhé, các bạn chú ý này. Khi mà phần thân nó như này thì chúng ta chú ý là ta làm sao để cho nó hở cái phần bụng nó ra. Đấy. Đấy, chỗ này chúng ta vòng lên này. Cho phần bụng ít thôi để nó lại sang phần thân. Đó. Chỗ này là đuôi thì chúng ta sẽ vát vào đây. Để lát nữa con trăn chuyển động thì chúng ta sẽ vẽ cho nó như vậy. Thì còn phần này chúng ta xếp làm sao cho cái hở cái gân ngói lên. Đó. Chúng ta xếp làm sao để cho nó như này. Các bạn chú ý nha, các bạn có thể xoay phím C để nó có thể vuốt được theo hướng của nó mà không bị ngược tay. Đấy, chúng ta đưa về đây. Shift C thì nó lại trở về. Đấy, và bây giờ ta sẽ vẽ các hình khối vào đây. Chúng ta chú ý là đây là chân yêu tinh nhé, không phải là chăn thường. Yêu tinh. Đây là con yêu tinh, con quái vật chứ không phải là cái con giống như là con chăn đất của chúng ta. Nó cực kỳ độc ác. Thì nó mới ăn mỗi tháng, mỗi năm phải có một người cho nó ăn. Theo luật của nhà vua như vậy. Chúng ta vẽ làm sao cái cổ dựng các hình chỗ này. Các bạn nhìn thấy cái xương nó hơi lõm xuống. À, nó ăn được cái mẹ. Cố gắng chăn nhìn từ xa rất đẹp đúng không các bạn? Này, lên hoạt hình nó rất là đẹp. Các bạn chú ý là các bạn cố gắng làm sao cho nó sinh động nhất. Đấy là tình yêu nghệ thuật. Các bạn làm nội dung như thế này thì chắc chắn là YouTube sẽ kiếm tiền rất là ngon. Vì bây giờ YouTube không cho chúng ta đăng VF những các tác phẩm của người khác. À, các bạn phải thực sự là các bạn trải nghiệm của chính các bạn. Bây giờ tôi sẽ điền vào trong. Đây là fountain nha các bạn chú ý. Lớp màu fountain chứ không phải là lớp màu thường. Đấy, lớp màu này là sự lan tỏa giữa cái màu con trăn mà tôi yêu thích là màu hồng và màu xám xanh.
để tạo ra cho nó một cái nét độc đáo. Các bạn ấn lần thứ nhất mà nó có cái sọc, các bạn ấn thêm lần thứ hai, lần thứ ba, bao giờ được thì thôi. Các bạn nhìn thấy chân tôi vẽ. Đây là một con chân rất là kinh khủng. Thực sự nó là một con bạo chúa. Làm như này thì các cháu thiếu nhi xem nó mới đẹp. Mà chúng ta mà không chịu khó vẽ cầu kỳ thì nó sẽ rất là xấu. Chúng ta chỉ cần các ô lục giác hay đa giác, bốn cạnh hay năm cạnh cũng được. Đấy. Các bạn cho màu sắc vào. Một con chân đẹp thì đồng nghĩa với tác phẩm điện ảnh của chúng ta sẽ đẹp. Nếu như mà con chân xấu thì tác phẩm điện ảnh của chúng ta sẽ xấu. Đây là một con chân tinh đúng nghĩa của nó. Một con chân tinh đúng nghĩa. Tôi thì không không phải là người họa sĩ đẹp như các bạn kỳ vọng, nhưng mà tôi chỉ là học theo cách tự chiêm nghiệm bản thân của mình cho nó được hài hòa thôi. Chỉ có là cái phần mềm này thì được cái là mình hiểu nó kỹ hơn. Khi hiểu phần mềm rồi thì cái việc làm của mình nó sẽ ổn định hơn. Rồi giờ chúng ta sẽ tô điểm. Ta chỉ mất công làm cho chân như này, sau đó thì chúng ta sẽ nhận được một cái điều tốt đẹp nhất. Các bạn nhìn thấy là tôi đang vẽ con chân trông cũng rất là ổn đấy chứ. Bây giờ vấn đề quan trọng là bà gì anh? Ăn với cháo thì phần tiếp theo là ta sẽ vẽ cho phần bụng của chăn. Bụng chăn thì chúng ta biết là bụng chăn thì nó sẽ có những cái
nét là kẻ sọc từ bên này thôi. Và tôi sẽ tô màu cho con chăn này. Màu thì tôi chọn màu trắng. Các bạn chú ý các bạn chọn màu cho chăn nha, bụng chăn. Thì gồm có màu trắng và ta lấy cái bút này. Các bạn chọn vào màu xanh. Đó, một bên này. Bên này các bạn để màu trắng hồng một chút. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thử tô lên. Thử tô lên thì chúng ta sẽ nhấp vào. Tuyệt đẹp các bạn đúng không? Tuyệt đẹp. Và lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái móng móng cho chăn sau. Cái này chúng ta sẽ xếp sau ở bên ngoài. Còn chăn thì sẽ có cả, nó sẽ có cả tay. Đó. Sẽ có cả tay và chúng ta sẽ vẽ dần con chăn này. Cái này rất là đẹp đúng không các bạn? Rồi chúng ta tiếp tục tô màu. Chúng ta tô điểm cho chăn tốt vào nhé. Tô điểm tốt thì con chăn của chúng ta mới nổi bật được. Bởi vì các em thiếu nhi là quan trọng nhất ở cái phần tô điểm. Các em rất là tò mò, trí tưởng tượng các em. Trí tưởng tượng các em thì phải cao, đúng không? Còn đây là màu số mấy nhỉ? Màu số 6. Chúng ta chỉnh lại cái màu này để tô lại cho. Tôi sẽ nhập vào đây là 255. 255.
Còn mọi thứ thì chúng ta lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ đẹp. Đấy, chúng ta tô vào trong. Chúng ta phải làm rất nhiều trong cái vùng mạng này thì con chăn của chúng ta nó mới trông, nó mới hoành tráng được, đúng không các bạn? Đây chính là việc làm của chúng ta. Trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái cách lao động khác nhau. Các bạn chịu khó chăm chỉ, các bạn học thì các bạn sẽ thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bởi vì nếu mà chúng ta bỏ vốn đi kinh doanh thì cũng rất là mạo hiểm. Mà kinh doanh bây giờ va chạm thị trường, cạnh tranh nhau rất là khổ. Thì tôi muốn tạo cho các bạn một cái nghề. Nghề của chúng ta đó là nghề bằng lao động, bằng trí óc, bằng sức lực, bằng trí tưởng tượng, bằng cốt truyện. Thì chúng ta sẽ tạo ra bộ phim rất là hay. Đối với bộ phim Thạch Xanh Lý Thông thì trên mạng cũng có chiếu. Nhưng mà đấy là như kiểu phim đóng người. Nhưng mà phim hoạt hình thì tôi cũng chưa thấy có kỹ xảo nào 2D đẹp. Mà kỹ xảo 2D thì thường tóm tắt là chính, và truyện tranh. Đấy, dưới dạng đọc truyện tranh. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ những cái con chăn nó có thể chuyển động chuyển mình như này. Và trong quá trình chuyển động thì tôi sẽ tạo ra khói lửa, tiếng động, vân vân. Ta sẽ cố gắng tạo ra khói lửa tiếng động để các con có thể tưởng tượng chăn. Chăn này không phải là chăn gấm hay chăn hoa như chúng ta xem ở trên mạng, mà đây là chăn trong tưởng tượng. Chăn trong tưởng tượng, và các bạn cố gắng xây dựng nhân vật thật tốt. Chúng ta tiếp tục tô vào. Con chăn có những cái vảy này nó nổi lên rất là nhìn trông rất là đẹp mắt. Sau khi tôi tạo xong con chăn rồi thì tôi sẽ làm cho chăn chuyển động. Các bạn chú ý là chăn chuyển động cực kỳ dẻo mềm bằng phần xương khớp trong đây. Các bạn có thể làm bằng Smith Anime Moho. Đấy, Anime Moho cũng là một phần mềm tuyệt vời. Nhưng mà tôi không tạo phần mềm đó, bởi vì học phần mềm đó rất là khó. Mà tất cả đều phải vẽ vector đó. Ở đây đối với Tombomb thì nó cho chúng ta vừa vector vừa sơn. Đấy, vừa dùng chổi. Cho nên là cái độ mềm dẻo của vẽ của nó rất là dễ.
chúng ta không cần phải ngồi, chúng ta ở kiểu vẽ hình vuông hay vẽ hình tròn, mà chúng ta vẽ tự do. Chúng ta xuất phát điểm là những con số 0, cho nên là chúng ta cố gắng học để tạo ra những cái tác phẩm điện ảnh đẹp. Xuất phát điểm đều là con số 0, thì những việc mà các bạn làm, mỗi tác phẩm sẽ vỡ khác nhau. Và YouTube rất động viên những người mà có những tác phẩm đẹp, vì họ muốn là tự chúng ta làm, chứ không phải là chúng ta copy tác phẩm của người khác đưa lên mạng thì sẽ bị trừ điểm và sẽ kênh sẽ không được kiếm tiền. Các bạn chịu khó tỉ mỉ từng chi tiết, đừng vội vàng, đừng hấp tấp, đừng nóng ruột. Chúng ta cứ sống chậm thôi, không nên vội vàng. Trong cuộc sống này rất nhiều cái đẹp, các bạn cứ cố gắng học đi, rồi các bạn sẽ thành tài. Các bạn nhìn tôi quan sát thì công cụ nào để vẽ các bạn hiểu rồi. Chà chà chà, gió hai con. Bài công nhận là cũng rất là khó đúng không các bạn? Nhưng mà chúng ta vẫn quyết tâm này. Thì chúng ta làm. Đấy, khi mà tôi vẽ hết thì tôi sẽ làm cho nó chuyển động. Các bạn nhìn thấy cảnh còn chân tinh. Các bạn nhìn qua cái
coi các bạn nhìn qua. Lát nữa chúng ta sẽ vẽ thạch xanh ở bên trong. Chuyển động thạch xanh thì tôi sẽ lo. Ai à, một con chân đúng kiểu đúng không? Đấy, một con chân rất là đẹp. Rồi chúng ta vẽ thân con chân. Đấy. Vẽ thân con chân rồi các bước của nó thì chúng ta thấy là vảy chân này, chân tinh, trông rất dữ đúng không? Rồi. Đây là những cái mà lát nữa chúng ta sẽ vẽ cho nó hai cái sừng phía trên này, hai cái sừng nhọn như này, và sẽ có chân tay, chân tay và có móng vuốt. Đó. Móng vuốt để cho nó đẹp lên. Đó, các bạn thấy là một cái công việc rất là thích đúng không? Rồi các bạn tiếp tục cho tôi phần bụng. Phần này các bạn bạn có thể tô màu cho tôi vẽ lên phần khác. Bạn thấy vậy đúng không các bạn? Đây là bài học rất nhỏ nhưng mà tôi cũng muốn hy vọng các bạn là sẽ ghé xem các bài tiếp theo. Bài này ta tạm dừng đây vì là cái bộ nhớ video nếu mà để quá nó sẽ bị bật lại là không ghi được.